Trong cuộc gặp gỡ báo chí trước khi U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bất ngờ đề nghị: "Tôi mong các anh, chị phóng viên đặt cho tôi những câu hỏi thật khó. Tôi không ngại trả lời tất cả." Trong khi nhiều nhà cầm quân thường né báo chí bởi ngại, tại sao ông Hoàng Anh Tuấn tự tin đến thế? Chẳng phải vị chiến lược gia 55 tuổi khoe bản thân mà ông muốn báo chí hiểu công việc của mình, hiểu đội tuyển để có những bài viết, thông tin chính xác về đội? Những ai từng làm việc với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đều có chung nhận định, đây là một nhà cầm quân cực kỳ khó tính và nghiêm khắc. Trong các đội trẻ ông Tuấn dẫn dắt, cầu thủ quá quen với những bài nhồi thể lực, chạy nhiều ra chiến thuật, hoặc dù thắng đậm nhưng vẫn bị thầy chê. Trải lòng với chúng tôi, ông Tuấn thừa nhận, đúng là tôi rất khó tính trên sân, cầu thủ lơ là sẽ bị tôi mắng ngay. Nhưng khi rời sân cỏ, tôi thường chủ động gần gũi với cầu thủ. Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2023 với đa phần cầu thủ dưới 20 tuổi. Dù không bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF giao chỉ tiêu cụ thể, nhưng ông Tuấn tự đặt áp lực cho mình khi khẳng định mục tiêu của U23 Việt Nam không gì khác là vào chung kết và quan tâm tới việc giới thiệu bao nhiêu tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia. Suốt 8 năm gắn với công việc gõ đầu trẻ tại các lứa U của VFF, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn góp phần phát hiện, đào tạo và huấn luyện nhiều tài năng bóng đá nước nhà. Đội tuyển quốc gia gặt hái được nhiều vinh quang dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo có một phần công của ông Hoàng Anh Tuấn. Bởi những cầu thủ tốt nhất của bóng đá nước nhà hiện tại từng cùng ông Tuấn xuất sắc giành quyền tham dự U20 World Cup.